bán đất sát cạnh với Ủy ban Nhân dân của phường Thanh Vinh, Bệnh viện Phổi và Trạm Y tế. Đây là hình ảnh phần con đường lô đất của chúng ta. Xung quanh là những nhà ở đông đúc và lô đất của chúng ta là 155m. Ở phía bên tay phải màn hình của chúng ta có phần bờ rào tường màu đỏ ở bên tay phải này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phía trong của chúng ta là để đi vào phần trong của lô đất. Lô đất này được tách ra từ mảnh đất ở phía trong của nhà này và có phần mặt tiền là 5,01m, đuôi là 5,01m. Đất vuông vắn và vô cùng tuyệt vời. Và đây chính là hình ảnh của lô đất của chúng ta. Và sâu và chiều sâu là 31m, diện tích là 155m đất. Và đất là ở trong thế đất là tương đối bằng phẳng và vô cùng hợp lý. Đất không có điểm trừ như là những yếu tố khác, đình chùa, miếu mạo hay nghĩa trang, mà khu vực này là khu vực nằm trong vùng lõi của dân cư, của gần với Ủy ban dân phường Thanh Vinh, của trạm y tế, của phần chợ và của trường cấp 1 và cấp 2 Thanh Vinh. Quý nhà thư đang quan tâm đến một lô đất mà còn to, rộng, hợp lý và giá còn chỉ 5XX triệu đồng, hoặc là những công nhân chúng ta muốn có nhu cầu sử dụng để xây nhà, thì đây sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ ngay với văn phòng đất đai sản Lộc Bình thông qua số điện thoại 0356 323 33 để xem đất thực địa và chốt đất luôn hôm nay.